để tìm ra con đường cứu nước. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Bác trở về Tổ quốc trong niềm xúc động vô bờ. Ôi sáng nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ. Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Bác đã về đây Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. 30 năm ấy chân không nghỉ, mà đến bây giờ mới tới nơi.